Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sắp đến ngày bầu cử chính thức, cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng gai cấn ở một số bang chiến trường quan trọng, nơi có thể quyết định người chiến thắng. Hiện cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã liên tiếp cùng có mặt tại các bang chiến trường trong 4 ngày liên tiếp, mà cụ thể là bang South Carolina hôm 30 tháng 10, bang Nevada vào ngày 31 tháng 10 và bang Wisconsin vào ngày mùng 1 tháng 11 để giành giật những lá phiếu quyết định. Có một thời điểm, họ tổ chức các sự kiện vận động ở cách nhau chỉ khoảng 11 km. Điều này cho thấy nỗ lực to lớn trong việc thuyết phục một số lượng cử tri tương đối nhỏ ở một số bang chiến trường. Được biết, các bang chiến trường của cuộc đua lần này là Michigan 16 phiếu đại cử tri, Pennsylvania 19 phiếu đại cử tri, Wisconsin 10 phiếu, Arizona 11 phiếu. Georgia 16 phiếu, Nevada 6 phiếu và North Carolina 16 phiếu. Ứng viên cần nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống. Những bang trên có tổng cộng 94 phiếu đại cử tri, đủ để đóng vai trò quyết định người chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng. Đặc biệt, Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri đang được coi là chìa khóa của chiến thắng, nơi cả hai ứng cử viên đều tập trung nguồn lực lớn nhất. Bang này cũng từng là điểm quyết định trong cuộc bầu cử năm 2020 và được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong năm nay. Thống đốc bang Washington vừa qua cho biết, ông đã huy động một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trực chiến sau khi có thông tin cũng như lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo thông báo từ thống đốc Jay Inslee viết trong một lá thư được công bố trên trang web của ông cho biết, dựa trên thông tin chung và cụ thể cùng những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Đáng chú ý, tuyên bố của ông Inslee được đưa ra trong bối cảnh thăm dò dư luận cho thấy bà Kamala Harris sẽ dễ dàng giành chiến thắng cho ông Donald Trump ở tiểu bang Washington và một số thùng phiếu bầu tại đây vừa bị đốt cháy. Được biết, 2 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm ở thành phố Vancouver của bang này, song hàng trăm lá phiếu đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do thiết bị gây cháy trong thùng phiếu. Theo Reuters đưa tin, trong lúc ngày bầu cử cận kề, các quan chức tại những bang chiến trường không liệt nhất cũng đang chuẩn bị đối phó với những thông tin sai lệch, thuyết âm mưu và khả năng bạo lực. Tại các thành phố lớn như Philadelphia, Detroit và Atlanta, các quan chức đang tăng cường biện pháp để sẵn sàng xử lý nếu tình trạng hỗn loạn của năm 2020 tái lập. Tại Philadelphia, những cơ sở được sử dụng làm nơi kiểm phiếu đã được lắp rào chắn và dây thép gai xung quanh. Tại Detroit, và Atlanta. Một số văn phòng bầu cử thậm chí còn được lắp kính chống đạn. Theo Bloomberg, từ khi các tiểu bang Mỹ bắt đầu cho phép cử tri bỏ phiếu sớm, ông Donald Trump và các đồng minh đã tăng cường những phát ngôn cho rằng ông đang trên đà giành chiến thắng rõ ràng nếu không có gian lận. Cách đây ít lâu, ông Trump đã nói với người ủng hộ rằng chỉ thua cuộc nếu xảy ra gian lận bầu cử. Theo đó, ông cho rằng đã phát hiện gian lận lớn tại bang Pennsylvania và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Trên thực tế, các quan chức bầu cử của tiểu bang phát hiện và điều tra một số vụ đăng ký khả nghi, nhưng không có bằng chứng việc đăng ký đó đã hoặc sẽ dẫn đến việc bỏ phiếu trái phép. Cũng theo Bloomberg, thì những trường hợp gian lận bầu cử tuy có nhưng cực kỳ hiếm và không làm lệch cán cân. Những tuyên bố nói trên của ông Trump đang tạo tiền đề cho việc kiện tụng nếu kết quả bầu cử không diễn ra theo hướng mà ứng cử viên Đảng Cộng Hòa mong muốn. Việc ông Donald Trump liên tục từ chối tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử đang báo hiệu về viễn cảnh đó. Tương tự như cuộc bầu cử năm 2020 khi vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đưa ra cáo buộc không có bằng chứng rằng thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden là do có gian lận. Trong khi đó, Reuters dẫn lời chiến lược gia chính sách Kylan Mueller của Tổ chức Phi lợi nhuận bảo vệ chính sách Mỹ cho rằng hành động của ông Trump đang gieo những hạt giống cho nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử nếu kết quả đó chống lại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Cụ thể, ông Mueller nói, chúng ta đã thấy điều đó trong năm 2020 và tôi cho rằng bài học mà ông Trump và các đồng minh của ông ấy đã học được là họ phải sớm gieo rắc những ý tưởng đó. Trên thực tế, hầu hết các thăm dò cho thấy hai ứng cử viên gần như đang hòa nhau. Với một số khảo sát gợi ý, ông Trump chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Theo kết quả một cuộc thăm dò được Reuters, Ipsos công bố trong những ngày cuối tháng 10, thế dẫn đầu của bà Harris trước ông Donald Trump đã bị thu hẹp, lần lượt là 44% so với 43% trong số cử tri đã đăng ký. Đại diện Đảng dân chủ đã dẫn trước đối thủ phe Cộng hòa trong mọi cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào tháng 7. Nhưng lợi thế của Phó Tổng thống đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Kể từ ngày mùa tháng 10 đến nay, lợi thế dường như đang hơi nghiêng về phía ông Trump, dù chưa thực sự rõ ràng. Deadline đưa tin Scarlett Johansson đã tập hợp các thành viên trong Avengers, biệt đội siêu anh hùng, để cùng nhau đánh bại ông Donald Trump và bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Trong video được Vanity Fair chia sẻ, các diễn viên gồm Robert Downey Jr., người đóng vai Iron Man, Scarlett Johansson, quá phụ đen, Mark Ruffalo, người khổng lồ xanh Hulk, Don Chiro, War Machine, Chris Evans, Captain America, Danai Gurira, vai Okoye trong Black Panther, Wakanda Forever và Paul Bettany trong vai Vision. Đồng lòng bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Harris và thống đốc bang Minnesota Tim Wans trong giai đoạn nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đoạn video dài hơn 90 giây bắt đầu bằng cảnh gian sao Avengers nhận được cuộc gọi video từ Johnson. Trên màn hình họp nhóm, họ cùng nhau thảo luận về ý tưởng cho câu khẩu hiệu của chiến dịch Harris Once. Ban đầu, Gurira đề xuất đó là Kamala Forever, tức Kamala bất diệt, lấy cảm hứng từ tựa phim Wakanda Forever. Sau cùng, nhóm siêu anh hùng thống nhất câu Tôi là Kamala Harris và tôi ủng hộ nền dân chủ. Khép lại video là lời kêu gọi người xem tham gia bỏ phiếu vào ngày mùng 5 tháng 11. Chia sẻ với Vanity Fair về quá trình thực hiện video, Johansson cho biết cô đã liên lạc trước với các diễn viên Marvel thông qua nhóm trò chuyện và bày tỏ mong muốn đoàn kết lại để tạo ra khoảnh khắc có tính lan truyền cho bà Kamala Harris. Trong bối cảnh đó, Đảng Dân Chủ cũng đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng sớm. Khi phiếu bầu chưa đếm xong, như cách ông đã làm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Theo Reuters, Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa từng nói rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử Mỹ, mùng 5 tháng 11. Mặc dù các chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng có thể mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng, đặc biệt là nếu có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn công bố dựa phân tích số phiếu bầu do các viên chức bầu cử Mỹ cung cấp. Mặc dù đôi khi các ứng cử viên có thể tuyên bố chiến thắng trước khi các hãng này công bố, nhưng việc làm như vậy trước khi người chiến thắng ít nhất có thể được coi là rõ ràng là điều bất thường trước đó bà harris cũng từng cảnh báo chúng tôi rất buồn khi phải chuẩn bị nếu ông trump làm vậy và nếu chúng tôi biết rằng ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân mỹ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó bà harris không đưa ra chi tiết về những sự chuẩn bị đó nhưng sáu quan chức của đảng dân chủ và chiến dịch tranh cử của bà harris cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông trump sẽ diễn ra tại tòa án của dư luận. Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra yêu cầu rằng tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi chiến thắng được công bố. Một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ nói, ngay khi ông Trump tuyên bố chiến thắng một cách chưa chính xác, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật cũng như khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để chống lại điều đó. Theo đài RT, Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói rằng phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về đường ống dẫn khí Nord Stream chỉ là lời hùng biện cho cuộc đua bầu cử. Trước đó trong một bài phỏng vấn, ông Trump cho rằng những người mô tả ông là bạn của Nga là bệnh hoạn và tuyên bố những hành động của ông liên quan đến đường ống Nord Stream 2 cho thấy ông không thân thiện với Nga. Ông Trump nói: "Tôi đã loại bỏ đường ống Nord Stream, không ai có thể loại bỏ nó ngoài tôi." Đáp lại, ông Peskov nói rằng đường ống này bị dò dỉ vào năm 2022. Có hai đường ống nên về mặt vật lý, đường ống còn lại vẫn có thể tiếp tục vận chuyển khí đốt. Ông Peskov cho biết, tập đoàn Gazprom sẵn sàng khởi động lại nguồn cung ngay lập tức nếu Đức đồng ý mua khí đốt của Nga. Ông Peskov nói thêm, một tuyến của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và sẵn sàng để khởi động bất cứ lúc nào như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước đó. Do đó, rất khó để đoán được ý của ông Trump. Có lẽ những tuyên bố được đưa ra trong lúc cuộc đua bầu cử đang diễn ra căng thẳng. Nord Stream hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2011. Nord Stream 2 hoàn thành vào mùa thu năm 2021 nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra ngày 24 tháng 2 năm 2022, Đức rút giới chứng nhận Nord Stream 2. Do đó, đường ống này chưa bao giờ được vận hành chính thức. Cả hai đường ống dẫn khí này đều đi qua biển Baltic, bỏ qua các tuyến đường ống hiện có đi qua Ukraine có nghĩa là Ukraine không chỉ mất thu nhập từ phí trung truyền mà còn không thể sử dụng trực tiếp lượng khí đốt mà hệ thống đường ống này vận chuyển. Trước khi xảy ra vụ hóa hoại Nord Stream và Nord Stream 2, Gazprom tạm dừng dòng khí đốt qua Nord Stream vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 với lý do có các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt với Nga. Ba tuần sau đó, cả Nord Stream và Nord Stream 2 đều gặp sự cố dẫn tới không thể hoạt động và làm do gì đáng kể lượng khí đốt đang có sẵn trong đường ống. Độ sâu của đường ống dẫn khí này và sự phức tạp của việc sử dụng chất nổ dưới nước khiến nhiều giả thuyết cho rằng các tác nhân nhà nước có chuyên môn xử lý hoạt động như vậy mới có thể gây ra vụ tấn công. Cho tới nay, các cuộc điều tra Nord Stream do Đan Mạch, Thụy Điển và Đức triển khai đều chưa đưa ra được kết luận gì về thủ phạm hóa hoại đường ống.